thấy con vật lảng vảng quanh nhà, cậu bé dùng súng săn bắn hạ, quan sát kỹ nó nhiều người sợ toát mồ hôi. Con vật mà cậu bé đã săn được là con gì mà lại khiến dân tình sợ hãi tới vậy? Thấy con vật lảng vảng quanh nhà, cậu bé đánh thức bố, và khiến ông bố tưởng mình nằm mơ mẹ nhập viện, vì Covid-19, con gái lại bị lừa đảo, nên đi cướp tiệm vàng. Diễn biến vụ việc như phim hành động trong văn hóa của người Mỹ Latin. Chupacabra, còn gọi là quỷ hút máu dê, là một sinh vật đáng sợ, cũng tương tự như người tuyết đối với dân Bắc Mỹ. Nó được mô tả là có hình dáng giống kangaroo, răng nanh nhọn hoắt và hai mắt đỏ sọc như máu, thường hút máu của các loài gia súc, đa số là dê, khiến cả gia súc lẫn con người đều khiếp đảm. Vào năm 2011, một cậu bé sống ở Lacelle, bang Texas của Mỹ đã bắn chết một con vật và tin rằng cuối cùng cậu cũng đã giải được câu đố bí ẩn về con quái vật huyền thoại nói trên. Được biết, vào một ngày Chủ nhật, Kaito Tsuk, cậu bé 13 tuổi tỉnh dậy và nhìn thấy một con vật đang run rẩy ở trong vườn của gia đình cậu. Con vật đi từ từ, chậm rãi, trên thân mình chẳng hề có sợi lông nào, chân sau thì run rẩy. Kaito Tsuk bên sát con vật mà cậu bé đã dùng súng săn bắn hạ, cháu thật sự nghĩ nó là quái vật Chupacabra, Carter kể lại. Chính vì thế, Carter đã chạy đi tìm bố, đánh thức ông dậy và báo tin cho ông. Ban đầu, bố của Carter, ông Will, cũng chỉ cho rằng con trai mình chỉ nói linh tinh mà thôi, cho đến khi nhìn thấy con vật bí ẩn này. Tôi nghĩ hoặc là con mình bị điên, hoặc là tôi đang nằm mơ giữa ban ngày, hoặc có thể là cả hai, ông Will vừa cười vừa nói. Xác con vật bí ẩn ở bên ngoài căn nhà của gia đình cậu bé Carter. Sinh vật giống người đang đi thì tự dưng bốc hơi trước camera an ninh, càng xem càng thấy kỳ quái sinh vật xuất hiện trước mắt, khiến ông Will có chút sợ hãi. Nó có răng nanh cùng vẻ ngoài khá gớm ghiếc, sợ bị tấn công, Carter đã dùng súng săn bắn nó 3 phát, khiến con vật gục chết ngay lập tức. Sinh vật bí ẩn đến nỗi các chuyên gia cũng không biết là con gì. Cư dân mạng thì khiếp sợ thế rồi, vì không xác định được đây là con gì. Bố con ông Will đã nhờ tới sự giúp đỡ của các chuyên gia. Thế nhưng, kể cả cơ quan quản lý công viên và động vật hoang dã bang Texas cũng không thể xác định được đây là con gì. Sau đó, Carter và bố con dự định sẽ gửi các mẫu da của con vật tới các phòng thí nghiệm, nhưng không rõ họ có làm hay không. Nhưng nếu có thì hẳn là việc làm này cũng không đưa lại kết quả và NBSB Carter Thorpe kể lại câu chuyện với các phóng viên. Trong khi đó, nhiều netizen thừa nhận họ cảm thấy rùng mình khi quan sát con vật, mặc dù nó đã bị bắn hạ, nhưng có thể thấy đây là một con vật to lớn, hung dữ, vừa có móng vuốt vừa có răng nanh, và NBSB, nếu đụng độ phải con vật khi nó hoàn toàn khỏe mạnh, không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Thật may là Carter đã bắt gặp con vật khi nó đã ốm yếu, và do đó không gặp phải sự cố gì đáng tiếc. Và NBSB, được biết, những câu chuyện về sinh vật Chupacabra bắt đầu xuất hiện từ năm 1995, sau khi người ta bắt gặp những sinh vật bí ẩn chưa rõ lai lịch tấn công gia súc của họ, nhiều nhất là dê và hút máu của con vật. Những trường hợp đầu tiên được thấy ở Puerto Rico, cho tới bang Maine của Mỹ, hoặc phía nam của Chile. Cụ thể, vào năm 1995, 8 con cừu được tìm thấy đã chết ở Puerto Rico, với những vết thương như thể bị đâm ở ngực, máu thì bị hút cạn, giống như đã bị con Chupacabra tấn công. 3 con giáp giữa năm trắc trở cuối năm được quý nhân phù trợ, vươn lên mạnh mẽ, tiền nông rủng rỉnh đón Tết vài tháng sau. Sinh vật bí ẩn này lại một lần nữa được trông thấy ở Cadoganus, nơi có tới 150 con vật bị giết chết. Từ đó trở đi, các vụ tấn công được cho là gây ra bởi sinh vật đáng sợ này cũng xảy ra từ Nam Mỹ tới Trung Mỹ, thậm chí là ở cả New Mexico và Texas. Từ Chupacabra được ghép từ hai từ tiếng Tây Ban Nha là chupa, có nghĩa là hút, và cabra, có nghĩa là dê. Những mô tả về sinh vật kỳ bí này đôi khi cũng khá khác nhau. Có người thì nói nó giống loài bò sát, với những chiếc gai trên lưng, có người lại cho rằng nó giống một con chó trụi lông, có răng nanh và móng vuốt. Cũng có một số nhà khoa học cho rằng Chupacabra có thể là loài chó sói đồng cỏ bị nhiễm một loại ký sinh trùng nào đó, khiến chúng trở nên điên cuồng và khát máu hơn bình thường. Theo Daily Mail, người đàn ông khỏa thân vào siêu thị mua bia, danh tính được công bố khiến dư luận choáng váng. A micro AD unit push function, A micro AD show, ADMZONEK1FS4XKI,